gì đâu. Lấy quạt đấy à? Ôi giời. Này. Phúc đại gia. Quạt đi chứ. Đâu, cắm được rồi. Thịt lợn mường và nướng mỡ hành nhỉ? Thôi, lại mất điện rồi. Đây. Đây. Cắm đi. Muốn làm chi phú khơi. Hay thì nó nên ăn kiểu gì phú? À cũng này nọ trụng củi vào thêm cho cái củi vào. Còn nó quạt hết rồi. Giời ơi. Giời ơi. Giời ơi. Cho nhỏ thôi. Đấy, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Phải kiểu đấy. Phải đấy. Ơ. Ở đây phải trông đấy chứ.
để cụm lại. Bên một chút. Kéo cái củi cái ra rút ạ. Đây này. Đừng kéo như thế. Bố bảo là tụng như thế đấy. Tụng tụng cho nó chảy ấy hết chứ. Cái này vượt quạt cho mạnh mạnh vào. Bố bảo vượt như thế được. Gió nhẹ rằng tôi ngỡ trời râm nắng hừng lên, tôi ngỡ đông tàn ai có ngờ đầu đông vẫn còn đây chân chưa. Mà lòng này còn thương lắm ngầm ngùi mình tôi lấy chuyện lo thương chẳng thể buồn em có đâu trên khóe miệng cười tôi có trong tim em ở cần buồn đôi mắt em sâu cô nhóc đầy nhịp tôi thấy em trên đây nè. Chưa phải chữ nó chứ thế này đấy. Chở liên tục vào. Cho thêm củi như thế này để cho nó phần phần phật lên. Mẹ bảo là cho ra ra ngoài một tí. Hả? Mẹ. Cho ra là ra thế nào? Nó cao ấy. Không nhìn thấy cái này nó cao à? Bố xem nào, chín chưa? Ai à, vàng phết nhỉ? Đúng là mèo 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 nhỉ? Hai phút nữa nhá. À, 5 phút nữa. Không phải khóa nó thì thoảng cho nó bốc lửa lên. Một lần bố xem cái vụ lò nướng này nào. À. Ui cái này còn nóng phụ ạ. Ui rồi. Cái này quý hơn đấy.
ra lắm nước nhỉ. Nó nhiều nước quá. Nó chảy nước ra đây này. Này cho xuống nướng lại. Phải nướng nó không giòn được. Cho vào cơm cho chó này nhá, cái nước ấy. Úi giời. Úi giời. Tí nữa thì ôi giời. Ôi giời ơi. Này cho bố ké cho lên đây em mấy bộ mày là được rồi đấy. Bố nghĩ bộ mày được rồi đấy. Đấy. Đấy, chó thằng gì đây. Cũng nghĩ là như thế. Đây lại xem nào. Xem nào. Nướng truyền thống chỉ thế này thôi. Lấy cái đĩa đây. À để lại được. Cho thêm củi vào chứ. Thế này thì sao ngon. Này mà cái vỉ chả thấy nóng thế nào sao nó chín. Lại thốc quạt đây. Lại thốc quạt cái này. Quạt cái này. Bảo mẹ cất cái đấy đi, con mèo này, mèo đấy. Ngồi đây quạt này. Ngồi đây quạt này, mới xử lý cái này. Thịt nướng theo phong cách rất châu Âu. Chả thấy gì toàn thấy sườn đấy. Toàn thấy xương không ấy. Thóc củi lên cho nó mạnh lên. Lisa. Mất điện với quạt này đấy. Thịt nướng theo phong cách đồng quê. Thịt lợn Mường. Nhìn như cái đùi gà. Không tải được đâu Phú ơi.
Mày ngon đấy nhỉ. Quạt đấy. Ô sê kê. Còn bê cái này lên lên rồi ạ. Rồi, bạn gắm được lên. Phúc ơi, lấy đĩa. Này được rồi. Úi giời. Này là cái gì? Là tốt tuyệt. Để kéo lên mà cắt nhá. Úi giời. Đỉnh của chóp. Rồi.